dòng lớn trong bao la, cùng hào hùng cháy lên ngọn khát khao. Dù bao gian khó cũng vượt qua, vì một ngày mai tỏa sáng trong tương lai. Sông tô tỏa sáng giữa không gian, và ta tựa như những vì sao, là vì sao sáng ngời một thời gian khó mà bước đi hiên ngang. Ngày mai đường trông gai rất dài và gian nan tháng ngày, nào cùng cầm tay ta hát vang lời ca. Hàng lòng thắp lên ngọn ước mơ, cùng nhau vươn tới chân trời xa, một miền tri thức rộng lớn trong bao la. Cùng hàng lòng cháy lên ngọn khát khao, dù bao gian khó cũng vượt qua, vì một ngày mai xanh rồi sẽ hóa rừng cây và vươn theo tháng ngày, họ cùng nắng gió tỏa bóng khắp muôn nơi, và ta nguyện ươm những mầm xanh non trí tuệ, từng ngày vững xây để đắp xây tương lai. Ngày mai một ngày mai.
Xin kính chào các thầy cô và các bạn cựu sinh viên trường Đại học Thăng Long. Tôi là Nguyễn Vũ Lê, giảng viên bộ môn giáo dục chính trị pháp luật. Xin chào tất cả quý vị. Tôi là cựu sinh viên K24 của trường Đại học Thăng Long, khoa quản lý tài chính ngân hàng. Xin được kính chào các thầy cô trong ban lãnh đạo, các thầy cô giáo và các bạn cựu sinh viên đang có mặt tại hội trường Tào Quang Biểu ngày hôm nay để tham dự chương trình giao lưu của trường Đại học Thăng Long với các thế hệ cựu sinh viên nhà trường. Kính thưa quý vị, trong chương trình khuôn khổ của chương trình kỷ niệm trường Đại học Thăng Long 35 năm tuổi, năm nay trường Đại học Thăng Long tổ chức chương trình gặp mặt này nhằm mục đích kết nối cựu sinh viên của tất cả các khóa đã được đào tạo tại trường trong suốt 35 năm qua. Các cựu sinh viên là những sản phẩm cụ thể và quan trọng nhất của sự nghiệp đào tạo của nhà trường, mà sự trưởng thành của họ không chỉ là niềm tự hào của trường, hơn thế còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín của trường Đại học Thăng Long trong xã hội, góp phần cổ vũ các thế hệ sinh viên hiện nay tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường, cùng nhau xây dựng và phát triển trường Đại học Thăng Long ngày càng tiến những bước vững chắc về phía trước. Và đến dự buổi gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu về phía ban lãnh đạo nhà trường có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Xuân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long. Tới dự buổi họp mặt hôm nay có đông đảo anh chị em cựu sinh viên của các khóa học ở trường Đại học Thăng Long đã tốt nghiệp và có cả đại diện của các em sinh viên hiện đang theo học tại trường Đại học Thăng Long. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng. Chương trình buổi gặp mặt cựu sinh viên Thăng Long ngày hôm nay gồm có các phần sau đây. 1. Khai mạc chương trình. 2. Đại diện nhà trường lên phát biểu. 3. Đại diện cựu sinh viên tặng hoa thầy phó hiệu trường. Chương trình văn nghệ. Tiếp theo là phần chia sẻ cảm xúc của cựu sinh viên. Talk show Ký ức Thăng Long, giới thiệu trò chơi Thăng Long Unitour khám phá Thăng Long, và cuối cùng là bế mạc chương trình. Bây giờ để mở đầu cho chương trình gặp mặt hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Minh Xuân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời thầy. Thưa các bạn, sinh viên thân mến, hôm nay rất vinh dự cho tôi được thay mặt nhà trường có cái lời đầu tiên trong cái buổi lễ ký ức Thăng Long. Chúng ta đang ở những thời điểm rất đặc biệt, đó là 35 năm mùa hoa của trường Đại học Thăng Long. Xin nhiệt liệt chào mừng và xin một tràng vỗ tay ạ. Và chúng ta cũng là những người rất đặc biệt. Không ít trường đại học có được một cái hội cựu sinh viên đông đủ từ khóa 2 cho đến khóa 32 năm nay. Rất tiếc rằng các bạn K1 những điều kiện nhất định thì không về được đông đủ, nhưng mà có thể nói từ K2 trở đi các bạn cũng rất là đông đủ. Thì đây cũng là những người rất đặc biệt tiếp tục sống tuổi sinh viên trong những năm tuổi 35 của trường Đại học Thăng Long. Xin nhiệt liệt chào mừng một tràng vỗ tay. Trong cái không khí tự hào này, khi trước mặt chúng ta là các đại diện cho các thế hệ cựu sinh viên, học viên của trường Đại học Thăng Long, chúng ta cùng chia sẻ những cảm xúc và tri ân đến các quý thầy cô nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập nhà trường. Đầu tiên, tôi xin gửi tới lời chào chúc sức khỏe và thành công
đến nhà trường, quý thầy cô giáo cũng như đến tất cả các thế hệ sinh viên, học viên chúc mừng những thành tựu đáng tự hào trong công tác trồng người mà Trường Đại học Thăng Long đã đạt được trong suốt 35 năm qua. Dù cho tung cánh muôn phương, ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường không quên. Đó là điều tất cả chúng ta đều nhớ đến và trân trọng những kỷ niệm về thầy cô, về thầy trò, nỗ lực vượt khó, sự chia sẻ và quan tâm từ các thầy cô giáo đã làm nên những công dân có ích cho xã hội. Mái trường ngày nay sau 35 năm đã trải qua nhiều biến đổi về diện mạo, vị thế và thành tích. Những thầy cô giáo yêu quý vẫn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, trở thành những bậc cha mẹ mẫu mực, người thầy, người bạn đồng hành trên con đường trưởng thành của nhiều thế hệ học viên, sinh viên. Chắc chắn kỷ niệm về trường xưa, lớp cũ và tình thầy trò sẽ luôn giữ mãi trong tâm trí của các thế hệ cựu sinh viên. Hôm nay là ngày rất trọng đại cho nhà trường và cũng cho tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục giữ gìn truyền thống, rèn luyện bản thân để trở thành những cái người có ích cho xã hội, xứng đáng với kỳ vọng của các thầy cô giáo và nhà trường. Cuối cùng, xin thay mặt Ban giám hiệu nhà trường xin chúc toàn thể các cựu sinh viên Trường Đại học Thăng Long mạnh khỏe và bước sang năm mới 2024 với một tư thế mới mà mọi việc được như ý. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu của thầy Nguyễn Minh Xuân. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và xin kính mời anh Cao Tuấn Anh Dũng, cựu sinh viên khóa 1, CEO và founder của công ty DHT Aviation, đại diện cho các cựu sinh viên tham gia cuộc gặp mặt ngày hôm nay, lên tặng hoa thầy Nguyễn Minh Xuân, phó hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long và phát biểu ý kiến. Xin được trân trọng kính mời anh. Và ngay sau đây cũng xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Minh Xuân, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên sân khấu để nhận bó hoa vô cùng ý nghĩa này từ các cựu sinh viên của nhà trường. Xin được trân trọng kính mời thầy. Vâng, xin được cảm ơn thầy. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh Cao Tuấn Anh Dũng sẽ phát biểu ý kiến trong buổi gặp mặt vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay. Xin chào tất cả các thầy, các cô giáo và các bạn cựu học sinh. Hôm nay tôi rất tự hào và hạnh phúc khi đại diện cho các thế hệ cựu sinh viên, học viên Trường Đại học Thăng Long để chia sẻ cảm xúc và tri ân đến quý thầy cô nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập trường. Đầu tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến nhà trường, quý thầy cô giáo cũng như đến tất cả các thế hệ sinh viên học viên, chúc mừng những thành tựu đáng tự hào trong công tác trồng người mà Trường Đại học Thăng Long đã đạt được trong suốt 35 năm qua. Dù cho tung cánh muôn phương, ơn thầy tình bạn nghĩa trường không quên, đó là điều tất cả chúng tôi đều nhớ và trân trọng. Những kỷ niệm về thầy trò nỗ lực vượt khó, sự chia sẻ và quan tâm từ thầy cô giáo đã làm nên những công dân có ích cho xã hội. Mái trường này sau 35 năm đã thay đổi, biến đổi nhiều về diện mạo, vị thế và thành tích. Những thầy cô giáo yêu quý vẫn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của trường, trở thành những bậc cha mẹ mẫu mực, người thầy, người bạn đồng hành trên con đường trưởng thành của nhiều thế hệ sinh viên. Chắc chắn kỷ niệm về trường cũ, lớp cũ, về tình thầy trò sẽ luôn giữ mãi trong tâm trí của các thế hệ cựu sinh viên chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục
giữ gìn truyền thống, rèn luyện bản thân để trở thành những người có ích cho xã hội, xứng đáng với kỳ vọng của thầy cô giáo và nhà trường. Cuối cùng, thay mặt các thế hệ cựu sinh viên, học viên trường Đại học Thăng Long, tôi xin chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày hội ngộ đầy ý nghĩa, đầy ắp niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu của anh Cao Tuấn Anh Dũng. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi lại mời quý vị thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do các em sinh viên của khoa âm nhạc ứng dụng trường Đại học Thăng Long trình bày. Bài hát quý vị vừa nghe là bài hát truyền thống của trường, là bài Ngời Sáng Thăng Long, sáng tác của thầy Phạm Đức Thành, giảng viên khoa âm nhạc ứng dụng. Các bạn cựu sinh viên của từ khóa 20 trở về đằng trước thì rất tiếc là không được nghe trực tiếp cái bài hát này tại trường, là bởi vì thầy Nguyễn Đức Thành sáng tác bài này vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường Đại học Thăng Long. Nhưng mà bài hát này vẫn luôn luôn vang lên trong các sự kiện của trường, trong các chương trình văn nghệ, trong các chương trình nghệ thuật ở trường, và cũng được truyền bá trên các cái kênh thông tin đại chúng rất là phổ biến. Vì vậy cho nên tôi hy vọng rằng các bạn nghe bài hát này cũng không thấy có gì là xa lạ, và chúng ta thêm một dịp để có thể tự hào về những thành tựu, những cống hiến, đóng góp của các thế hệ, các thầy cô giáo, các cựu sinh viên đã xây dựng nên một trường Đại học Thăng Long như ngày hôm nay. Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tiết mục múa hát tới từ các bạn sinh viên khoa âm nhạc ứng dụng trường Đại học Thăng Long. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức bài hát Dreamers. Oh,
Xin cảm ơn tiết mục biểu diễn của các em sinh viên khoa âm nhạc ứng dụng của trường Đại học Thăng Long. Chúng tôi có nhận được một đề nghị trước khi quý vị tiếp tục theo dõi chương trình văn nghệ, thì xin giới thiệu một bạn cựu sinh viên của các khóa cao học đã tốt nghiệp tại trường Đại học Thăng Long lên tặng hoa thầy phó hiệu trưởng và nhà trường. Xin kính mời bạn. Vâng, và cũng xin được kính mời thầy Nguyễn Minh Xuân, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trên sân khấu để nhận một món quà vô cùng ý nghĩa trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đại diện các cựu học viên học tại trường Đại học Thăng Long sẽ lên để tặng cho nhà trường những món quà vô cùng ý nghĩa. Vâng, thưa quý vị, một bức tranh rất đẹp ạ. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay. Vâng, xin được cảm ơn tình cảm của những cựu học viên đối với nhà trường và thay mặt cho những người làm chương trình. Cũng xin được cảm ơn các cựu sinh viên cũng đã có mặt trong chương trình vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay. Những tình cảm vô cùng gắn bó giữa nhà trường và các cựu học viên, các cựu sinh viên. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng ạ. Trường Đại học Thăng Long trong 35 năm xây dựng và trưởng thành đã đào tạo được hơn 2.700 thạc sĩ tại trường và hiện nay đang đào tạo hơn 400 học viên cao học. Đặc biệt trong đó có 3 học sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ và một người vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường. Xin quý vị nhiệt liệt hoan. Vâng, xin được cảm ơn thầy và các cựu học viên rất nhiều ạ. Và bây giờ sẽ là một tiết mục văn nghệ rất đặc sắc, một món quà rất bất ngờ dành cho buổi gặp mặt của các cựu sinh viên trường Đại học Thăng Long ngày hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu phần biểu diễn của nghệ sĩ cello Brian Sharkle-Winson. Xin kính mời anh. Thank you.
Rất cảm ơn anh Brian Wilson. Và anh nán lại sân khấu một chút được không? Thưa quý vị, chúng tôi đã nói rằng đây là một tiết mục rất là bất ngờ. Bất ngờ hết điều này đến điều khác. Bây giờ chúng tôi lại muốn quý vị chứng kiến một cái điều bất ngờ thứ hai. Chúng tôi xin kính mời chị Bùi Tuyết Minh, cựu sinh viên khóa 10 của Trường Đại học Thăng Long lên sân khấu. Vâng, xin mời chị Bùi Tuyết Minh ạ. Thưa quý vị, chị Bùi Tuyết Minh là sinh viên, cựu sinh viên khóa 10 của Trường Đại học Thăng Long. Chị vào trường là năm 1997. Cái điều bất ngờ thì tôi cũng không dám để các quý vị chờ thêm, bởi vì đây là một cặp đôi hoàn hảo, đôi vợ chồng. Và cũng rất bất ngờ cho trường Thăng Long hôm nay là chị Bùi Tuyết Minh và anh Brian Wilson đến đây để dự chương trình. Lại đúng ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới của hai anh chị. Thay mặt cho những người tham gia chương trình, chúng tôi xin chúng tôi thay mặt cho những người tổ chức chương trình xin đặc biệt chúc mừng hai anh chị, mong hai anh chị là luôn luôn hạnh phúc sống với nhau. Chị muốn sao? Chọn đời chọn kiếp, đúng không ạ? Vâng, tôi thấy chị đang rất là xúc động, anh Brian cũng vậy. Và tôi nghĩ món quà vừa rồi là một cái chương trình biểu diễn cello rất là độc đáo của nghệ sĩ Brian. Có lẽ là cũng anh cũng muốn thầm để nói rằng đó là món quà quý giá để anh tặng cho chị ngày hôm nay, nhân ngày cưới. Vâng ạ. Thế có lẽ tôi xin hỏi anh một câu ngắn thế này thôi. Anh quen biết chị Bùi Tuyết Minh là từ năm nào? Mỹ tham nào chín mươi chín nine years ago. Lâu quá rồi, phải không ạ? Và bây giờ cũng có một cái điều là các quý vị cũng lưu ý rằng là nhiều khi là lâu quá rồi không nhớ, thậm chí là cũng có người là sau 20-30 năm rồi còn không nhớ cả tên vợ tên chồng nữa, thì cái này là chúng ta cũng thông cảm một tí. Và thì anh nói rằng là khoảng chín năm trước, rồi sau đó 2 năm sau thì là cưới. Anh hiện nay anh ở bên Mỹ thì anh làm nghề gì là chính ạ? Mỹ em là nghệ sĩ. Nhạc sĩ. À, nghệ sĩ, nhạc sĩ. Anh có sáng tác không? Sáng tác. Dạ, có sáng tác. The last song I just played was something I wrote for cello and danza. Cái bài thứ hai mọi người nghe ấy, đấy là bài hát có tên là Tri Âm. Đấy là Brian sáng tác cho cello và đàn tranh ạ, bởi vì Brian rất yêu văn hóa Việt. Xin cảm ơn anh Brian. Anh chị có mấy cháu rồi? Hai cháu, một trai một gái chị ạ. Vâng, cháu lớn là bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu bé vẫn còn đang ti mẹ. Cháu lớn thì là 5 tuổi rưỡi ạ. 5 cháu tuổi bé rưỡi. 2 tuổi, vâng. Vâng. Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay nữa để nhiệt liệt chúc mừng đôi vợ chồng anh Brian Wilson và chị Bùi Tuyết Minh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình giao lưu ngày hôm nay. Vâng, mời anh chị cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ cello Brian và xin được mời chị Bùi Tuyết Minh hãy nán lại sân khấu để tham gia talk show của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Brian ạ. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần mà Kim Yến nghĩ rằng là vô cùng đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là talk show Ký ức Thăng Long. Và ngay sau đây xin được mời các thế hệ cựu sinh viên sẽ lên sân khấu để trò chuyện ít phút với hai MC của chương trình ngày hôm nay về các kỷ niệm của mình với Trường Đại học Thăng Long.
Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu anh Nguyễn Hướng Minh, cựu sinh viên khóa 9, anh Nguyễn Hà, cựu sinh viên khóa 15 và chị Bùi Tuyết Minh, cựu sinh viên khóa 10. Xin được trân trọng kính mời các anh chị. Chúng tôi gọi đây là các thế hệ cựu sinh viên của Trường Đại học Thăng Long. Thì chúng ta biết là Trường Đại học Thăng Long 35 năm qua đã trải qua 3 cái tên. Tên đầu tiên là Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long. Tên thứ hai là từ năm 1994 đến năm 2007, đó là Đại học Dân lập Thăng Long, tức là bỏ hai cái chữ trung tâm. Và từ năm 2007 trở lại đây, mang tên là Đại học Thăng Long, lại bỏ nốt hai chữ dân lập. Thành ra là cái tên của chúng ta lúc đầu nó dài, nhưng bây giờ nó chỉ còn là Đại học Thăng Long. Và không biết rằng rồi từ sau đây là đến khi nào Đại học Thăng Long lại có thể đổi tên nữa, chúng tôi cũng không biết như thế nào. Vâng, xin mời các anh chị cùng tham gia buổi talk show ngày hôm nay với chúng tôi. Vâng, lời đầu tiên thì cho phép hai MC của chương trình ngày hôm nay cũng xin được gửi lời chào đến với các anh chị. Và cảm ơn các anh chị đã đến tham gia một chương trình vô cùng ý nghĩa, Ký ức Thăng Long. Một cái tên thì chúng ta đã gọi là gợi nhớ đến rất là nhiều những kỷ niệm ùa về rồi đúng không ạ? Trước tiên thì em xin được mời các anh chị có thể gửi một lời chào đến với tất cả các quý vị khán giả, các anh chị, các sinh viên, các thầy cô đang ở bên dưới được không ạ? Chắc là, vâng ạ, em xin mời anh. Dạ vâng. Đầu tiên thì cũng cho phép... tôi xin được cảm ơn tất cả các thầy cô giáo của trường Đại học Thăng Long và các và trường, ban tổ chức của nhà trường. Cái lễ kỷ niệm này đã cho tôi được cái cơ hội được đến để chia sẻ và được gặp lại các cho thấy lại được cái không khí sinh viên cũng ra trường cũng khá lâu rồi. Anh có thể giới thiệu qua cho mọi người biết lại một lần nữa là anh tên là gì và cựu sinh viên khóa bao nhiêu không ạ? Vâng, mình là Nguyễn Hướng Minh, cựu sinh viên Q9B của trường Đại học Dân lập Thăng Long, thời khóa 96-2000. Em xin chào các thầy cô và các anh chị và các bạn. Em tên là Bùi Tuyết Minh, khóa A10, 97, đúng không ạ? 97, vâng. Thực ra thì hôm nay về đây với rất là nhiều cảm xúc. Thậm chí là khi mà bạn trong nhóm ban tổ chức có gửi cho Minh chiếc áo này thì mặc vào thì là khóc ạ. Và cái mũ tay bèo này thì nó gắn liền với cái thế hệ đầu tiên của sinh viên Đại học Thăng Long tham gia chương trình tình nguyện Ánh Sáng. Hồi đấy gọi là Ánh Sáng Văn Hóa Hè đi Sóc Sơn, thế hệ đầu tiên của Đại học Thăng Long. Và từ đó thì cái hình ảnh chiếc áo xanh và mũ tay bèo đã gắn liền suốt 4 năm khi Minh tham gia công tác đoàn và công tác hội. Thì để mở đầu... các bạn ấy nói là bây giờ không ai hát bài Lên Đàng nữa, thì nhưng mà mình rất là xúc động và mình chỉ hát một đoạn thôi, là để như là một lời chào với cả mọi người ạ. Vâng, chúng ta ta mang trên mình màu áo xanh người, màu trời Việt Nam, màu xanh cuộc đời, buồn trái tim hồng vì tổ quốc. Trời ơi, chồng thì là nghệ sĩ cello mà vợ là ca sĩ còn gì bằng ạ. Vâng ạ, em xin mời anh ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn hai MC ạ. Rất là nhiều những cái thế hệ cựu sinh viên của trường Đại học Thăng Long để có thể là chia sẻ những cái cảm xúc của mình trong một cái dịp rất là đặc biệt như này ạ. Và thực sự thì em thì là tên là Nguyễn Hà, là cựu sinh viên khóa 15 ở chuyên ngành marketing của trường Đại học Thăng Long ạ. Xin cảm ơn ạ.
Vâng, bây giờ có một cái câu hỏi thế này. Các anh các chị học ở trường Thăng Long, thì trường Thăng Long nó có một cái thời kỳ là mang cái tên là Đại học Dân Lập. Và dần dần thì chúng ta thấy là cứ bỏ dần, lúc đầu bỏ được chữ Trung Tâm, sau bỏ được chữ Dân Lập, bây giờ còn Đại học Thăng Long. Thế thì tôi muốn hỏi các anh thế này, khi mà các anh vào một cái trường học mà lại mang cái tên là Dân Lập, các anh có lăn tăn cái gì không? Các chị có lăn tăn cái gì không? Vâng, mời các anh chị. Dạ, có ạ. Thực ra là có. Hồi đấy em yêu mến Đại học Dân Lập Thăng Long vì thi SV96. Em rất là yêu thích và quý mến các anh các chị và hâm mộ các anh các chị rất nhiều. Thế nhưng mà khi em thi trượt vào Đại học Sư phạm, thiếu nửa điểm, thì em đã được biết tin là Đại học Thăng Long lúc đấy là đang tuyển sinh. Và đấy như là một cái cứu cánh. Và lúc đấy là trong cơn mưa, đạp xe đạp từ nhà, từ khu Văn Miếu Quốc Tử Giám để đến trường, để xin được như kiểu vé vớt, được xét tuyển để vào trường. Thế thì đây em là sinh viên cuối cùng của khoa A10. Thế và trong cái năm đầu đấy thì rất là lủi thủi và chỉ mong muốn là mình sẽ thi lại vào trường khác. Thế nhưng mà những cái chân tình của thầy cô, cách dạy dỗ, và đặc biệt là không có cái việc là phải đi cơm thầy cơm cô ấy, hay mình hay nói cái từ đó. Thế rồi những cái hoạt động sinh hoạt đoàn hội đã kéo em về gắn bó với trường nhiều hơn. Thì đấy là cái kỷ niệm rất là sâu sắc của em. Em còn nhớ rất nhiều là bố đưa đến trường nhập học. Thì ngay ngày hôm sau đã nhập học rồi, thì bố có đưa 900.000 đồng và bố nói rằng đây là số tiền mà bố đã phải đi vay để cho con được nhập học. Con hãy cố gắng nhất có thể. Và lúc đó thì em đã ý thức được rằng là mình vào Dân Lập có nghĩa là sử dụng rất nhiều tiền của bố mẹ, thay vì là trường Đại học Sư phạm là được miễn phí, đúng không ạ? Thế thì ngay từ năm đầu tiên là mình đã quyết tâm là đi làm và thường xuyên là cố gắng những cái hoạt động đi làm thêm rất là nhiều để có thể trang trải toàn bộ cái chi phí sau cái học kỳ 1 mà bố đã chi trả cho mình. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và ở gần đây thì Kim Yến cũng thấy được là những cái giọt nước mắt của chị rất là xúc động khi mà nhớ về quãng thời gian sinh viên ngày đấy. Và có lẽ rằng là có rất là nhiều các anh chị ở phía dưới đang ngồi cũng có những câu chuyện riêng của mình, nhưng mà trong cái thời gian ngày hôm nay thì cũng khó có thể hỏi hết được. Thế ngay sau đây thì em xin được mời anh Minh đi ạ. Anh Minh có thể là chia sẻ cái kỷ niệm của mình khi vào trường được không ạ? Dạ vâng. Thế thì mình cũng xin được chia sẻ lại cũng là cái câu hỏi của thầy vừa hỏi lúc nãy. Lúc nãy khi mà mình giới thiệu thì mình cũng nói là khóa 9, Q9B và Đại học Dân Lập Thăng Long. Thì thực ra tại thời điểm mà thi vào đại học cái năm 96 đó thì trước đấy thì... Nhưng mà tôi xin cắt nhé. Nếu anh chị định nói cái gì về SV96 thì xin đừng tiết lộ là lúc đó chúng ta được giải gì, vì cái đó sẽ là một nội dung của câu hỏi thi trong phần cuối cùng của talk show ngày hôm nay. Dạ. Vâng ạ. Tại cái thời điểm đó thì cũng thi có ba trường. Lúc đấy thì các sinh viên thường là thi mấy trường á. Thế thì là em nhớ lúc đó là em được có hai trường là báo trúng tuyển. Một là trường Đại học Thăng Long, Đại học Dân Lập Thăng Long lúc thời điểm đó, và một là trường Đại học Khoa hội Xã hội và Nhân văn. Nhưng mà cái ngành mà chọn thi vào ở Đại học Khoa hội Xã hội Nhân văn thì lại thiếu điểm, mà chuyển sang một cái ngành khác, là cái ngành về nó không đúng cái ngành mình thích. Thế còn nếu mà học ở Đại học Thăng Long thì thi vào là muốn đúng cái ngành mình thích, là ngành chọn lựa chọn lúc đấy là ngành ngân hàng. Thế là nhưng mà lại phải có rất nhiều người, khi mà hỏi lời khuyên của một số người thì cũng mọi người nói là nên vào trường công lập học, nó sau này đi xin việc dễ hơn. Thế là cuối cùng là mình cũng quyết định là sau khi suy nghĩ, và lúc đấy đúng là cũng phải xem SV96 thì thấy là một trường tư nhờ lại cũng có thể là giỏi như thế này, thì nếu mà mình nên lựa chọn vào cái trường mà mình thích, sau này nếu mà mình mà thực sự giỏi thì vẫn sẽ xin được việc. Đấy, thế thì chính đấy cũng là cái lựa chọn vào trường Thăng Long là như vậy ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn anh. Thế còn anh Hà? Dạ vâng ạ. Em thì cũng có một cái điểm, cũng hôm nay nói chuyện thì mới biết là có khá nhiều điểm chung với chị Minh. Em là cái thời kỳ của em ạ, thì em trượt năm đầu tiên, và sang năm thứ hai thì bọn em sẽ thi theo nguyện vọng. Năm đầu tiên ạ, lứa thi theo nguyện vọng, thì cái nguyện vọng đầu tiên của em ạ cũng là thi vào Cao đẳng Sư phạm ạ. Và cũng giống như chị Minh là em cũng bị thiếu nửa điểm.
Và nguyện vọng 2 lúc đó thì có một cái điểm như thế này ạ, là lúc đó thì có ở mình, ở Hà Nội mình là có nhiều trường dân lập Đông Đô, dân lập Phương Đông ạ. Và lúc đó thì cũng mọi người cũng nói rằng là nên, nếu chọn nguyện vọng 2 thì nên chọn vào dân lập Phương Đông. Bởi vì là một ngôi trường cũng có nhiều tiếng tăm và cũng nhiều có những cái nó khá là nổi bật ạ. Mà tuy nhiên ạ, thì có một cái điểm là khi mà em nhìn về trường Thăng Long ạ, em thấy có một cái chuyên ngành, nó gọi là chuyên ngành marketing ạ. Em thấy rất tò mò. Thực sự lúc đó thì marketing nó rất là mới, rất là tò mò, và em cũng không chần chừ gì cả. Em bảo là thôi, nếu mà không làm được giáo viên thì đi làm tiếp thị vậy. Thế là em quyết định, và mọi người cũng khá là có lăn tăn, bởi vì lúc đó cái thông tin về trường Thăng Long thực sự là không nhiều ạ. Và cũng ngày đầu tiên em đến tìm trường em phải đi 2 lần em mới tìm được trường ở bên cơ sở bên Khương Trung. Nhưng mà tuy nhiên thì từ thời điểm đó đến bây giờ ạ, em thấy rằng là cái lựa chọn của mình thực sự là một cái lựa chọn rất là đúng đắn ạ, rất là tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn anh Hà, cảm ơn các anh chị. Như vậy là qua cái chia sẻ của các anh chị thì chúng ta biết rằng là mặc dù là dân lập nhưng mà các anh chị không cảm thấy lăn tăn. Và có lẽ là để minh chứng cho cái việc này thì tôi nghĩ không có gì bằng là dân lập nhưng mà ra trường nhưng mà vẫn xin được việc một cách không khó khăn gì. Và bây giờ các anh chị đều có những công việc ổn định, có đúng không ạ? Vâng, như vậy thì chúng ta bỏ cái chữ dân lập đi thì để cho nó theo một cái xu hướng mới, và đặc biệt là sau khi mà có cái luật giáo dục mới, đặc biệt là có quy chế của đại học tư thục thì không còn cái tên dân lập nữa. Nhưng mà rõ ràng là trường Đại học Thăng Long của chúng ta kể từ ngày mang tên dân lập cho tới bây giờ thì rõ ràng là hai cái chữ dân lập nó không có cái ý nghĩa gì là hạ thấp cái vai trò hay là cái đào tạo của nhà trường. Và đó là một cái điều mà chúng tôi muốn khẳng định với các anh chị. Và cho tới ngày hôm nay, trường Đại học Thăng Long vẫn duy trì một cái vị thế, vẫn duy trì được một cái uy tín như thế trong đào tạo của làng Đại học Việt Nam nói chung. Xin cảm ơn các anh chị về câu hỏi này. Vâng, và ở trên thực tế thì là khác so với cả các anh chị đang ngồi ở đây thì em Kim Yến cũng là một cựu sinh viên khóa K24 của trường Đại học Thăng Long, và chia sẻ với các anh chị là em không có nguyện vọng vào các trường khác, mà nguyện vọng một của em là vào Đại học Thăng Long luôn. Và cũng rất may là năm đầu tiên thì em cũng gọi là trúng tuyển và học luôn tại trường trong những năm học đại học của mình. Và mình cũng coi như là có một cái cơ hội cầm mic ở đây để có thể chia sẻ. Thì không biết là ở phía dưới thì có nhiều các anh chị là cùng với cả khóa của em hoặc là tương đồng với khóa của em hay không. Nhưng mà mình cũng cảm thấy rằng là mình cũng có một cái may mắn khi vào trường, bởi vì là mình có được cái sự độc lập hơn. Bởi vì là em thấy là môi trường học ở Thăng Long rất là độc lập, khiến cho sinh viên là tự chủ trong cái công việc học tập của mình. Và khi đi ra trường, thậm chí là em thấy rằng là có rất là nhiều bạn em học, em gặp thì sinh viên Thăng Long rất là thành công, thầy ạ. Vâng, cho tôi tiết lộ về Kim Yến một tí nhé. Kim Yến là sinh viên của K24, tức là cũng là gần đây thôi. Nhưng mà em học chuyên hành về tài chính ngân hàng. Nhưng mà ra trường thì Kim Yến lại nổi bật trong vai trò của trong cái lĩnh vực truyền thông, và cụ thể là hiện nay Kim Yến đang là MC, cũng đồng thời là một biên tập viên, phát thanh viên rất là nổi bật của đài VTC14. Xin quý vị, có lẽ là nhiều quý vị nếu mà gặp em Kim Yến này thì chắc cũng thấy quen ở đâu đó, thì hôm nay tôi xin tiết lộ như vậy là Kim Yến vâng học tài chính ngân hàng nhưng mà ra làm MC và ra làm biên tập viên của đài truyền hình, và cũng là một người rất là có uy tín trong cái công việc về của truyền hình. Thì đó là một cái câu hỏi, một cái điều rất là tốt để nó khẳng định rằng thế này, trường Đại học Thăng Long của chúng ta là một cái trường đại học mà chú trọng tới vấn đề chất lượng đào tạo, và sinh viên của trường Đại học Thăng Long cực kỳ năng động. Cái truyền thống đó vẫn được duy trì cho tới ngày hôm nay. Không biết là quay trở lại cái lúc mà học tập một chút, thì các chị có nhớ lại là ngày xưa mình có ấn tượng với các thầy cô nào, hay là mình có cái kỷ niệm nào đáng nhớ khi mà học tập tại trường Đại học Thăng Long không ạ? Em xin mời anh Minh chia sẻ trước đi. Dạ vâng, cảm ơn Yến. Lúc nãy thì nghe thầy nói cũng là cái trường sinh viên Đại học Thăng Long có một cái truyền thống rất là sáng tạo, và đồng thời là nhờ cái sự sáng tạo nên là thành công. Không cần thiết là phải học ngành này nhưng mà có thể thành công ở ngành khác. Thế thì đầu tiên là cũng xin chia sẻ là em học trường Đại học Thăng Long là học khoa ngân hàng tài chính. Tuy nhiên là hiện nay vẫn đang làm ở ngân hàng, ngành thì vẫn đúng ngành,
Nhưng hiện nay là em không làm liên quan đến những cái nghiệp vụ ngân hàng, mà hiện nay là em đang phụ trách về công nghệ thông tin của ngân hàng và làm nghề công nghệ thông tin cũng 20 năm rồi. Như vậy là và có lẽ là cũng nhờ là cái thời gian học ở trường Đại học Thăng Long mà mình mới có những cái khả năng thích nghi và mình học hỏi những cái kiến thức mới. Nó không có thể nó không liên quan nhiều đến cái nơi mình học, nhưng mà mình có một cái nền tảng giáo dục ở trường rất là tốt ạ. Thế thì để chia sẻ cái kỷ niệm thì một thầy giáo mà ấn tượng nhất thì có lẽ có một thầy giáo dạy môn tài chính ngân hàng, thầy Đặng Ngọc Đức. Đặng Ngọc Đức thì thầy là lúc thời đó điểm đó thì thầy là vừa dạy ở bên trường kinh tế quốc dân, nhưng mà thầy cũng dạy trường Đại học Thăng Long. À, cũng là một cái người mà truyền được cảm hứng cho sinh viên mà trong cho cá nhân em nói riêng, và cũng có một cái kỷ niệm với thầy vì cái môn của thầy học là dạy là cũng thi rất là khó, và cái hôm mà thi cái môn đấy thì lại là em là bị ốm, cho nên là bây giờ mà ốm nên bị sốt cho nên không học được bài. Không học được bài mà nghĩ mà bây giờ mà đến mà thi lại thì cho nên mới là mang tài liệu vào để quay bài. Đấy, cũng chia sẻ đấy, cái kỷ niệm. Thế thì quay để làm để bài thi đấy thì là lúc đang là vào thi thì là mang tài liệu vào nhưng cuối cùng là bị bắt. Đấy, thế là phải đi về, ra về và được điểm không. Thế sau đó thì mình học lại và mình thi lại được cái môn đó cùng được 9 điểm. Vâng. Anh Minh nói vậy thì tôi cũng phải nói thêm thế này là trường Đại học Thăng Long thì có một cái truyền thống từ xưa, từ khóa đầu tiên cho tới bây giờ là rất là nghiêm túc trong thi cử. Làm cái việc thi cử là rất chặt chẽ. Anh Minh mà mang được cái tài liệu vào đến phòng cũng đã là một kỳ công rồi, cũng có thể nói là một chiến công rồi. Nhưng mà cái đoạn tiếp theo của anh là nó không hoàn thành, đó là vì truyền thống của trường Đại học Thăng Long là không bỏ qua những cái chuyện đấy. Thế nhưng đấy cũng là một cái kỷ niệm thì chúng tôi nghĩ là ai đi học cũng có một cái kỷ niệm nó rất là... Thôi thì bây giờ có cái vui, có cái buồn, có cái bây giờ ta nghĩ lại là tại sao hồi đấy ta lại như thế. Thế nhưng mà bây giờ nếu nói rằng là cứ trả lời câu hỏi là tại sao thì nó lại không còn là cái cuộc sống, không còn là con người bình thường nữa, đúng không ạ? Anh Hà với chị Minh có cái kỷ niệm nào? Hoặc là thế này này, đặc biệt là ấn tượng với các thầy cô nào không? Vâng, thưa thầy và thưa các anh chị, thì em là sinh viên khóa 15. Thì từ em được biết và em nghĩ rằng là rất là nhiều các anh chị ở đây từ chắc khóa 14, 13, 14 trở về xuống thì chắc chắn là sẽ không thể quên được tên một cô giáo, một cô không phải là cô giáo mà lại ai cũng biết tên ạ. Dạ. Vâng, cũng xin được nhắc lại về cô Thu XT. Vâng. Em cũng là một người rất may mắn. Em thì chưa được vào diện XT bao giờ ạ. Dạ. Nhưng mà vẫn được bọn em, cái lứa bọn em vẫn gọi là mẹ. Mẹ Thu nhớ tên ạ. Dạ. Mặt nhớ tên ạ. Cứ hôm nào mà đi muộn, đi không vào lớp đúng giờ điểm danh là cô đã đều nhắc. Và thực sự là rất ấn tượng với cô. Nhưng cái người, còn một người thứ hai nữa là em cũng rất ấn tượng. Đấy chính là cô Nhung ạ. Cô Nhung hiệu phó ạ. Dạ. Em thì cũng trong cái quá trình học tập thì cũng có sau đến những cái thời điểm năm cuối một phần là cũng mải mê hoạt động công tác bên ngoài nên là cũng còn có nợ, chính xác là còn có nợ một số môn ạ. Và cái ở trường mình thì tất cả các anh chị ở đây thì chúng ta đều trải qua, và chắc chắn là kể cả các em như em Yến đây cũng sẽ biết là không có chuyện là ra nợ một vài môn mà xin được hay là như thế nào được cả. Mà không thi được thì chỉ có học lại thôi. Mà các anh chị cũng đều biết là cái lúc mà mình đã ra ngoài đi làm rồi thì cái việc thi lại thì không ngại, nhưng mà thực sự cái việc học lại thì cực kỳ là khó khăn. Chưa kể chuyện điểm danh nữa. Thì cũng phải thực sự, em phải nói thực sự là đến lúc mà gần như gọi là mình cảm thấy tuyệt vọng. Khá là tuyệt vọng rồi đấy ạ. Cũng là cũng có quen cái ý là xác định rồi đấy ạ. Thì cũng rất là may là cái thời điểm mà khi mà trường chuẩn bị chuyển sang bên cơ sở mới này thì nhà trường và cô Nhung cũng có gọi là tạo điều kiện cho các bạn gọi là sinh viên gọi là sắp hoàn thành, nghĩa là một số môn là, tất nhiên là có quy định là cũng chỉ còn một vài môn thôi, và em nghĩ rằng ở dưới đây thì cũng có một số bạn là cũng cùng khóa rồi các thứ là cũng học giỏi thì không tính, nhưng mà còn lại là các bạn chắc chắn là ở sẽ ở trong cái diện là được xét vớt
nhưng mà cũng chỉ có 1 đến 2 môn thôi ạ, điều kiện thôi ạ, chứ không phải là xét toàn bộ. Nợ nhiều thì chắc chắn, một điều chắc chắn là không trả được hết thì phải học lại, nhưng sẽ tạo điều kiện cho một cái là tối ưu là có thể là như em là chính xác là em được vớt 2 môn ạ, từ 4 điểm lên qua, gọi là từ 4 điểm lên qua chính xác ạ. Còn những cái môn mà dưới 4 điểm thì bắt buộc là phải học lại rồi, không có một cơ chế nào có thể giúp được. Thì đó là hai cái người mà thực sự phải nói chắc là em sẽ không bao giờ em quên trong đời. À, vâng, cảm ơn anh. Trước khi ta nghe ý kiến của chị Minh thì tôi cũng xin nói thêm một tí thế này. Các anh các chị biết là trường Đại học Dân lập Thăng Long mà lúc mà mới thành lập cho tới khi mà nó là giai đoạn Đại học Dân lập Thăng Long thì lúc đó còn rất nhiều khó khăn. Và giảng viên ở trường thì có thể nói cái lượng giảng viên cơ hữu là còn rất ít. Đa số là giảng viên thỉnh giảng, giảng viên mời. Thì tôi nhân đây thì tôi cũng giới thiệu để các anh các chị biết tôi là một giảng viên thỉnh giảng của Đại học Thăng Long từ năm 1994. Chính là tôi công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thế nhưng mà từ năm 1994, tức là bắt đầu vào cái khóa thứ 7, thì tôi được mời thỉnh giảng tại đây và tôi liên tục làm giảng viên ở trường Đại học Thăng Long cho tới nay. Thì cái lúc bây giờ cho nên là tôi biết rất là rõ là trường Thăng Long nghiêm lắm. Bây giờ không có cái chuyện là anh xin điểm, không có cái chuyện là anh nói với thầy cô rằng là em thế này, em thế kia. Và tất cả là cứ thẳng băng luôn là anh nợ thì anh kiểu gì anh cũng phải giả. Rồi nợ lâu rồi thì cũng phải giả. Kiểu gì như thế thì mới có thể tốt nghiệp được. Nhưng mà Thăng Long là một cái nơi mà có thể nói là đào tạo tín chỉ gần như đầu tiên ở các trường đại học ở Việt Nam. Thành ra nó cũng là một cái điểm lợi cho các anh các chị là các anh các chị cứ giả hết tín chỉ thì được, miễn là đừng nợ thôi. Thế nhưng mà còn thì là nợ về sau thì nợ lúc nào các anh các chị thuận lợi thì các anh các chị về, các anh các chị trả. Chứ nếu như ở các trường khác mà học theo niên chế chẳng hạn thì đôi khi chúng ta cũng sẽ vất vả trong cái chuyện mà kiếm được cái bằng ở Đại học Thăng Long. Và cũng nói thêm như thế này để các anh các chị là một cái kỷ niệm mà cô Hoàng Xuân Xính cũng đã từng chia sẻ với rất đông người. Cô Hoàng Xuân Xính dạy một cái lớp học của Đại học Thăng Long mà cô cho toàn bộ lớp là điểm 0. Không sợ cái gì cả, không hết. Cô nói là bởi vì không làm bài, không chịu học bài, cô cho cả một cái lớp điểm 0. Tôi không biết là đây có anh chị nào ở trong cái lớp mà cô Xính đã cho điểm 0 là hồi đó hay không. Thế thì cô Xính dạy đại số, vâng, thì cô có chia sẻ một cái điểm đấy. Thì xin nói thêm như thế để các anh các chị biết về trường Đại học Thăng Long và cái truyền thống về nghiêm túc trong học tập và thi cử. Mời chị Minh ạ. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà có anh chị nào mà ở đây mà vào cái lớp điểm 0 chắc cũng ngại không dám giơ tay đâu thầy. Vâng, không, hôm nay qua một cái thời gian rất là dài rồi. Có lẽ là nghĩ lại cũng không thấy có cái gì là phải ngại lắm khi nói ra cái điều ấy. Vâng, mời chị Minh. Em xin mời chị. Dạ. Em thì có may mắn là được gần hơn với các thầy cô, kể cả trong ban giám hiệu. Em còn nhớ mãi là trong một cái buổi họp đoàn thì cô Hoàng Xuân Xính có nói rằng các em phải nhớ thói quen là nhà tù của hành động. Lúc đầu em vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mà thầy cô luôn luôn giải thích rằng là thói quen là nhà tù của hành động. Nó luôn luôn là làm cái não của mình nó cứ theo thói quen thôi, và nếu mình không chịu tư duy, không chịu thay đổi, không chịu đổi mới thì mình cứ trượt theo như thế và mình sẽ không tạo ra được một cái bước mới. Thì cái câu nói đấy đi suốt với cái hành trình của em bây giờ. Thế và hôm nay chúng em về đây, em và Brian về đây thì cũng là một lời hứa với thầy Phú. Cách đây 4 năm khi mà có dịp quay trở lại Việt Nam ở bên Mỹ về thì thầy biết là em làm về nhà tâm lý trị liệu sử dụng múa và chuyển động. Thế nên là thầy có mời về để làm một cái chương trình cho khoa điều dưỡng. Và thầy nói rằng là 4 năm sau khi về Việt Nam thì phải nhớ phải đến thăm trường và Brian phải biểu diễn ở đây. Thì hôm nay đó là lý do tại sao Brian có bài hát tri âm, cũng là để gửi đến thầy. Em cảm thấy thầy đang hiện diện ở ngay đây với cái nụ cười rất hiền. Và em cũng như tất cả các bạn sinh viên ở đây đều nhớ thầy và cảm thấy thầy ngay ở đây trong em. Vâng, cảm ơn. Vâng, nhân chị Minh vừa nhắc tới thầy Phú thì chúng tôi cũng nói rằng không biết là tất cả các anh các chị ở đây có còn ai là không biết một cái tin rất là buồn của trường Đại học Thăng Long hồi đầu năm nay, là thầy hiệu trưởng, thầy Phan Huy Phú, một người rất được sinh viên yêu quý, kính trọng vì cái tác phong là giản dị, gần gũi, và thầy phải nói là thầy rất thương sinh viên. Tôi cũng tiết lộ đây thôi, thì cũng trước linh hồn thầy Phú, tôi cũng xin tiết lộ một chút là thầy Phú là người mà đã sau này đã thực hiện một cái
một cái quy định, tất nhiên nó bất thành văn, để mà giúp cho các sinh viên mà đã quá lâu nợ một cái môn nào đó quá lâu, hoặc là đã có những cái hoàn cảnh nó quá khó khăn mà lâu lắm rồi không trả được cái môn đó, thì thầy có đặt ra một cái chế độ là một số môn được ưu ái. Ưu ái có nghĩa là như anh Minh nói lúc nãy là điểm 4 cũng qua, chứ không phải là trường hạ thấp các cái yêu cầu xuống. Thế nhưng mà thôi, để giúp các anh các chị mà có cái điều kiện mà nó quá lâu rồi không trả được, thế thì có đặt ra một cái chế độ như vậy. Thì thầy Phú chính là người đã thực hiện cái điều đó. Trong rất tiếc là thầy Phú ra đi vào cái lúc mà rất nhiều công việc nó còn dở dang. Cũng nhân đây để nói với anh Hà là không biết là anh nhắc đến chị Thu. Chị Thu lúc đó là người công tác ở thư viện của trường Đại học Thăng Long, chuyên cái việc về cung cấp sách, bán sách cho các anh các chị. Và chị cũng là một cái người mà có thể nói là tham gia vào hết các cái hoạt động phục vụ ở trường. Và chị rất nổi tiếng là bởi vì cái tác phong là rất là ân cần, rất là chăm chỉ, cần cù, cẩn thận lắm. Và có thể nói cái biệt tài là nhớ tên sinh viên. Bây giờ chúng tôi ở đây thì có một cái người mà các anh các chị nếu gửi xe vào cái phòng gửi xe thì có một người là có biệt tài nhớ biển xe của cán bộ giảng viên. Thì chị Thu trước đây là một người nhớ tên sinh viên rất là lâu, kỹ lưỡng. Mà cứ nói đến cái là có thể nhắc là khóa nào vẫn biết. Rất tiếc, cũng rất tiếc là chị Thu sau khi nghỉ hưu ở đây một thời gian thì chị bị bệnh và chị cũng đã qua đời khoảng hơn chục năm nay rồi. Vâng. Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì có lẽ rằng ở đây là các thế hệ sinh viên đi trước ngày xưa thì cũng rất lâu rồi. Hiện tại thì các anh các chị cũng đã có gia đình của mình và cũng đã có các cháu rồi đúng không ạ? Thế thì bây giờ cho em hỏi một câu là ngày xưa thì khi mà mình vào trường Đại học Thăng Long thì vẫn còn có một chút lăn tăn bởi vì là ngày xưa vẫn còn chữ dân lập đúng không ạ? Và đang còn rất là xa lạ. Thì bây giờ khi mà có các con ở nhà thì không biết là các anh các chị mình có tự tin, nếu như mà các cháu đến tuổi thì là có tự tin để cho con của mình vào trường Đại học Thăng Long không? Đến bây giờ với một cái cơ sở vật chất rất là khang trang và hiện đại như thế này, em xin được hỏi anh Minh trước đi, bởi vì là chắc là anh cũng có con lớn rồi đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn. Đúng là về cái trường Thăng Long bây giờ cái cơ sở vật chất nó quá là hiện đại so với lại cái thời mà mình theo học. Trước đây mình theo học là ở chỗ Kim Giang. Lúc đấy thì khoảng năm 96 vào thì nếu như mọi người vừa xem cái giới thiệu về trường thì thấy lúc đấy trường cũng vừa chuyển ra cái chỗ Kim Giang đó. Còn trước đấy là ở chỗ Pushkin, ở chỗ đường Nguyễn Công Hoan. Thì em vào trường là lúc giai đoạn quá độ. Hầu hết đã học ở cái trường mới nhưng vẫn một vài môn, ví dụ như môn tin học là về Pushkin học. Thì lúc đấy đã thấy chỗ trường Kim Giang rất là hiện đại rồi, rất là đẹp, có một cái khuôn viên riêng, vườn hoa, các thầy chăm sóc, thầy Mùi, thầy thả cá chẳng hạn. Thế còn bây giờ về đây thì đúng là thấy là các lứa sinh viên sau này và kể cả sinh viên hiện tại được từ cái môi trường là học tập không thua kém gì ở bên nước ngoài cả. Thì đối với về các cháu ở nhà thì cũng bây giờ thực ra thế hệ mới bây giờ họ trẻ con bây giờ thì nói thật là họ, mình cũng rất là họ cũng tôn trọng ý kiến của các con. Học đâu thì mình không thể can thiệp được nhiều, nhưng nếu có một lời khuyên thì nếu mà học ở trong nước thì chắc em cũng khuyên con em là nghiên cứu học trường Đại học Thăng Long, bởi vì đây là một cái môi trường rất là sáng tạo. Vì bố ngày xưa học ở cái môi trường, nhờ cái môi trường này sáng tạo này cho nên là cũng thành công. Cho nên là chứ nếu mà học ở một cái môi trường ví dụ như ngày xưa mà học trường công lập chẳng hạn thì có khi lại trì trệ chứ chắc đã được công việc thuận lợi như bây giờ chẳng hạn. Vâng, cảm ơn anh Minh. Dạ. Nhưng mà anh nhớ nhắc các cháu là vào đây học thật, thi thật. Có chịu được không thì hãng vào. Vâng ạ. Dạ, vâng. Chị Minh thì có lẽ là con còn nhỏ quá cho nên lời hứa của chị chắc là cũng phải hơi lâu lâu một tí. Vâng ạ. Vâng ạ. Mời anh Hà. Thưa thầy là cũng là một câu chuyện như thầy vừa nói ạ. Thì ở nhà thì cũng động viên các con là phải học tập thật tốt. Nếu sau này học thì cũng đừng như bố ngày trước. Nhưng mà cũng có một cái điểm này cũng muốn chia sẻ với thầy, với cả các anh chị cũng như là các anh chị cũng sinh viên là em không rõ thì về sau này thì như thế nào, nhưng mà từ những khóa như của bọn em ấy, 15 ấy,
là khi ra trường ấy, thì sinh viên Thăng Long ấy, có một cái gì đấy nó thực sự đi làm là có một cái gì đấy rất đặc biệt. Và ngay như bây giờ ở trong doanh nghiệp của em thì cũng luôn luôn có những cái vị trí gọi là nếu như có ứng viên mà apply vào mà cùng có nhiều người đã apply vào một vị trí ấy, thì chắc chắn là cái ưu tiên đầu tiên thì em vẫn có một cái gì đấy là ưu tiên cho sinh viên Thăng Long. Vì vậy nếu với cái câu hỏi của thầy và của bạn ấy, thì chắc chắn thì em nghĩ là chả có lý do gì mà không để cho các con có thể là thi vào Thăng Long. Em chỉ sợ là nó không thi nổi thôi. Chứ còn cái câu chuyện là em hoàn toàn là rất là mong muốn là con sẽ được học tập ở một ngôi trường như Thăng Long của mình. Thực sự là, phải nói là thực sự là cực kỳ ấn tượng luôn đấy ạ. Vâng, không em phải xin là cựu sinh viên khen đâu ạ, nhưng mà phải nói là thực sự là rất là ấn tượng. Vâng, em xin phép anh Hà một chút là hiện tại thì anh có thể chia sẻ là anh đang công tác ở đâu không ạ, để cho các bạn sinh viên Đại học Thăng Long được biết để apply vào đơn vị của mình. Dạ, hiện tại thì mình đang có một công ty về marketing và truyền thông cũng nho nhỏ ạ, hơn chục người ạ. Vâng. Thì cũng hiện tại thì cũng có một số bạn sinh viên Thăng Long thì cũng đang hiện tại đang làm intern ở bên mình. Thì cũng rất là mong là cũng nếu mà có điều kiện thì cũng được các thầy cô và các anh chị cũng ghé thăm, và nếu có điều kiện mà hợp tác thì lại càng tốt ạ. Vâng, cảm ơn anh Hà. Chúng tôi cũng nói là thế này, là nhà trường cũng có một cái ý định, và trong tương lai thì chắc chắn là tương lai gần thôi thì nhà trường cũng sẽ chủ động trong cái vấn đề là thành lập một cái hội cựu sinh viên chính thức của Đại học Thăng Long để chúng ta có thể kết nối giao lưu thường xuyên và có một cách thiết thực hiệu quả. Thì một trong những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm thì chắc chắn là tôi nghĩ sẽ có những cái sự giúp đỡ của các anh các chị trong cái việc là giúp các sinh viên của chúng ta là tiếp cận với các cái ngành nghề, rồi thậm chí là những cái công việc mà học ở trường nó chỉ là một cái phần lý thuyết thôi, thế còn thì thực hành thì nó mới là cái điều quan trọng. Thì các anh các chị trong cái điều kiện nhất định thì tôi nghĩ có thể sẽ giúp đỡ cho trường, cho các em sinh viên mà đang theo học ở đây. Hàng năm thì trường có tổ chức những cái ngày hội về việc làm, rồi những cái job fair, những cái ngày để chia sẻ các cái công việc và giúp các em nó tìm cơ hội việc làm. Thì cũng nhân đây để giới thiệu với tất cả các anh các chị là nếu các anh các chị có cái nhu cầu về giới thiệu các cái việc làm và tuyển người, như anh Hà nói là cứ trong một số cái ứng cử viên đấy thì Thăng Long là hàng đầu, thì đấy là một cái tín hiệu rất là vui đối với các em sinh viên đang học tại Đại học Thăng Long. Chị Minh có muốn nói gì không? Bởi vì chị là con rất nhỏ cho nên chắc là con lên đại học thì còn lâu lắm, nhưng mà tôi thấy hình như chị cũng muốn có một cái gì đó là... có không ạ? Dạ vâng, thế cảm ơn. Thưa các anh các chị, là kỷ niệm thì còn rất nhiều, và có lẽ là cái cảm xúc cũng của chúng ta trong cái ngày gặp mặt ngày hôm nay với nhà trường, với các thầy cô và với bạn bè thì có lẽ còn nhiều lắm, nhưng mà rất tiếc là thời gian nó cũng không cho phép chúng ta kéo dài một cái chương trình như thế này. Thành ra là bây giờ chúng tôi muốn các anh các chị là chuyển sang một cái không khí khác, nó vui vẻ, nó nhộn nhịp hơn một chút, và cũng là huy động sự tham gia của tất cả các anh các chị. Thì chúng tôi xin mời các anh các chị vào một cái trò chơi nhỏ nhỏ. Xin mời Kỳ Yến. Vâng ạ, xin được cảm ơn, một lần nữa cảm ơn các anh các chị chúng ta đã cùng đến và tham gia talk show của chương trình ngày hôm nay, talk show mang tên là Ký ức Thăng Long ạ. Xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đổi không khí một chút với một game show để xem là các anh chị khi mà mình đã gọi là ra trường cũng tương đối rồi thì mình có còn nhớ những cái kỷ niệm của Đại học Thăng Long không? Vâng ạ, trò chơi của chúng ta đó chính là MC thì sẽ đọc câu hỏi tương ứng với cả những cái hình ảnh ở trên màn hình ở phía bên trên, và sẽ là những câu hỏi này sẽ tương ứng với cả những đáp án mà hiển thị ở trên ảnh. Và ai là người giơ tay nhanh nhất và trả lời câu hỏi đúng nhất thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho tất cả các anh chị. Chúng ta sẽ có được một phần quà nho nhỏ từ ban tổ chức chương trình. Và chúng ta sẽ có 10 câu hỏi tương ứng với 10 đáp án, và 10 người sẽ được lựa chọn để may mắn tham dự chương trình game show này. Không biết là phía dưới thì các anh chị chúng ta đã sẵn sàng tham gia game show chưa ạ? Mình có thể cho em một tràng vào tay lớn hơn nữa được không ạ? Vâng. Phần này là có quà. Vâng, mời các em ở trong phòng Macom chuẩn bị một số cái mic để cho các anh các chị có thể tiện trong việc trả lời, cũng như là các cái phần quà khi trả lời xong thì là phải có quà ngay, phải không ạ? Thì xin mời các em chuẩn bị xong chưa ạ? Vâng, để cuộc chơi của chúng ta bắt đầu. Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu game show ngay bây giờ. Câu hỏi thì tương đối dễ, chỉ có điều là chúng ta có nhớ hay không thôi. Câu 1 đầu tiên ạ. Tên đầu tiên khi mới thành lập của trường Đại học Thăng Long là gì?
À, đã có những cánh tay giơ lên rồi. Xin mời các bạn phụ trách ở phía bên dưới ạ. Em thấy là, vâng ạ, khán giả ở mặc áo xanh. Mình đã chuẩn bị mic chưa ạ? Tên đầu tiên khi mới thành lập của trường Đại học Thăng Long là gì? Như lúc nãy thầy nói là Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long ạ. Vâng. Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long có đúng không ạ? Vâng ạ, chính xác. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và từ nãy giờ tôi cũng hơi sơ suất một tí, phải không ạ? Và tôi lại nói rõ quá về cái chuyện này là Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long. Thành ra thôi, thì xin mời chị nhận phần quà nhỏ nhỏ. Câu hỏi này là một câu hỏi gọi là ưu tiên, gọi là tặng, dạ, tặng vâng, quà luôn. Vâng, câu mở đầu thì cũng nên là bao giờ nó cũng dễ dễ một chút, vâng, phải không ạ? Câu thứ hai ạ? Câu thứ hai ạ? Câu thứ hai xin mời. Câu thứ hai hiệu của chúng ta. Hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Thăng Long là ai? Câu này quá dễ rồi. Không, không quá dễ đâu. Ý kiến này, câu à, này... chúng ta phải nói đúng chức danh đúng không thầy? Đúng không cả phải. Chức danh luôn ạ. Không phải, rất nhiều người sẽ không dành câu này đâu. Vâng, đã có những cánh tay giơ lên rồi, xin mời các bạn ở phía bên dưới chúng ta quan sát. Mời chị ở hàng thứ ba đấy ạ. Hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Thăng Long. Em xem cái mic em. Nhưng khán giả xung quanh không nhắc, nếu mà nhắc là chúng ta mất cơ hội nhận quà nhé. Không nhắc cũng chưa chắc đã đúng ạ. Tôi đoán là câu này trông thế thôi nhưng mà không phải là câu dễ lắm đâu. Em chào thầy, em thưa thầy là giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Xính ạ. Chà, quá tuyệt vời. Chúng tôi không có gì để nói thêm nữa, câu hỏi hoàn toàn chính xác. Tại sao tôi lại nói rằng câu này không dễ trả lời là vì giáo sư Hoàng Xuân Xính được coi là người sáng lập, mà một trong những người sáng lập đầu tiên của trường Đại học Thăng Long. Thế nhưng mà rất nhiều người lại nhầm là cô không phải là hiệu trưởng. Thì cái chỗ này nó có hơi một chút, rích rắc một chút là đầu tiên ấy, là khi mà xin thành lập Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long ấy, thì cô Xính lẽ ra là ở cái chức là chủ tịch hội đồng trường, hội đồng quản trị. Còn người hiệu trưởng đầu tiên là một người khác. Thế nhưng mà sau đó lên Bộ Đại học thì trong một cái tích tắc rất là nhanh thôi thì Bộ Đại học lại quyết định là cô Hoàng Xuân Xính làm hiệu trưởng. Vì cô là người đứng đơn để xin thành lập trường Đại học Thăng Long. Thế thành ra là có nhiều người đã tưởng là không phải cô Xính. Vâng, câu trả lời rất chính xác. Mời câu hỏi thứ ba. Vâng ạ, câu thứ ba chúng ta sẽ cùng xem một clip ạ. Địa điểm trường cũ xuất hiện trong cảnh này, clip này là ở đâu? Xin mời quý vị. Il y a un an, Madame Zin, docteur en mathématiques, a une idée folle, insensée au Vietnam. Thưa quý vị, các anh các chị là có một chút tôi đính chính là đây không phải là một địa điểm của trường, một địa điểm cũ của trường, mà đây là một địa điểm mà trường đã có mối quan hệ. Tôi xin tiết lộ như thế để chúng ta dễ hình dung câu trả lời. Còn thì nếu là địa điểm cũ mà trường thuê để mà học ấy, thì sẽ không phải là cái địa điểm này. Nhưng đây là một địa điểm mà trường chúng ta có quan hệ. Các chị có nhận ra cái địa điểm này không ạ? Có ai có câu hỏi, câu trả lời ạ? Vâng, hình như là vừa nãy thì cũng đã có cánh tay giơ lên rồi. Các em ở dưới giúp là xem ai là người giơ tay nhanh nhất. Em xin trả lời đấy là ở phân viện Pushkin số 8 Nguyễn Công Hoan ạ. À. Rất tiếc là chưa chính xác ạ. Vâng, vẫn cơ hội cho những người tiếp khác. Theo. Vâng ạ. Chị mời chị rất là khẳng khái. Cái địa điểm này chắc là không có nhiều các bạn sinh viên của những khóa năm trở về sau không biết được. Đây là ở trường dạy nghề Kim Liên. Cái giai đoạn đó thì trường mình thuê cái chỗ trung tâm dạy nghề Kim Liên này cũng không lâu. Thành ra là chắc cũng không nhiều người biết đến. Cũng rất tiếc. Vâng, không nhiều người biết đến nhưng mà là cũng không phải là địa điểm xuất hiện trong clip này. Thế thì có thể là 34 Hàn Thuyên ạ. Dạ, cũng không phải. Vẫn chưa chính xác rồi ạ, chưa chính xác ạ. Vâng, chị nhớ được khá nhiều địa điểm nhưng mà lại rất tiếc là không phải địa điểm này. Và anh ngay đằng sau ạ. Chị ngay đằng sau vừa, vâng, chị vừa giơ tay đấy. Thưa thầy, đây là địa điểm ở trường quản lý cán bộ dòng 138 dòng võ ạ, cán bộ quản lý y tế ạ.
Vẫn chưa chính xác, chưa câu chính này xác. Có vẻ là hơi khó nên câu không biết là các anh ở trên sân khấu là có đáp án không. Câu này rất khó vì tôi đang mới phải thêm thông tin là đây không phải là địa điểm thuê của trường để mà học. Chúng ta thuê những cái địa điểm như là trường quản lý cán bộ Bộ Y tế đầu tiên ở Giảng Võ, 138 Giảng Võ, sau đó thuê trường cấp 2 Giảng Võ, bây giờ là trường trung học cơ sở Giảng Võ, sau đó mới thuê đến trường cấp 3 Kim Liên, tức là bây giờ là trường trung học phổ thông Kim Liên, rồi sau đó mới thuê đến lệnh cư, vân vân các thứ. Thế thì bây giờ vẫn còn một địa điểm mà tôi nói đây là một cái mà trường chúng ta có mối quan hệ để mà cho các sinh viên để cho các sinh viên đến thực tập, đến vâng, thực hành, đến thực hành. Vâng ạ, ai ạ? Vâng ạ, mời chị đây ạ. Đây mời chị bên đây đây có. À có rồi ạ. Vâng mời chị. Em xin trả lời đây là 34 Hàn Thuyên ạ. Dạ. 34 Hàn Thuyên không chưa chính xác rồi ạ. Chắc là nãy chị đang làm việc riêng nên chưa chú ý lắm. À, không biết là còn đáp án khác. Thế thì thôi bây giờ câu này hơi khó thì em sẽ đây, tiết đây, lộ còn một bạn đây. Vâng, mời bạn. Bạn này rất là vâng. Dạ, em xin trả lời đây có phải là trường ISG Paris không ạ? À không phải ạ. Ở Việt Nam cơ mà. Ở Việt Nam cơ mà. Đây không phải là trường ISG cả là cái trường liên kết với chúng ta ở bên Pháp ạ. Dạ, xin lỗi. Vâng, vẫn còn những cánh tay đang giơ lên ạ. Vâng, vẫn còn có những người trả lời. Vâng, mời. Thưa thầy, em đoán đây là cái trường ở Khương Trung đúng không ạ? Không ạ, dạ, không ạ. Khương Trung thì không phải ạ. Khương Trung không phải ạ. Bây giờ để cho dễ và chính xác hơn thì bây giờ em sẽ tiết lộ một chút về cái tên đường, tên phố. Quan trọng là mọi người xem chính xác xem là địa chỉ là số bao nhiêu. Đây là ở địa chỉ là ở Trần Hưng Đạo. Cái này nói thật là chỉ có những anh chị nào cựu sinh viên ở những khóa đầu tiên, khoảng độ 3-4 khóa đầu tiên thì may ra mới có thể chỉ là chính xác địa điểm này. Đã có cánh tay nào giơ lên chưa ạ? Sao Trần Hưng Đạo mà cuối cùng là các chị em thấy cười rất lớn nhưng mà lại không giơ tay? Không lẽ là chúng ta lại phải thừa một phần quà này? À đây, có cánh tay giơ lên rồi ạ. Vâng ạ, vâng, em xin vâng, mời ạ. Vâng, vâng, mời chị trả lời tiếp ạ. Dạ. 37 Trần Hưng Đạo, sai rồi. Dạ, chúng ta đây ạ. Là địa chỉ có 3 con số, 3 chữ số. Vâng 101 ạ. 101 Trần Hưng Đạo. Chị có biết là cái đó là tên là gì không ạ? Dạ, hoàn toàn chính xác, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Quá tuyệt vời luôn ạ. Trí nhớ của chị là tuyệt vời. Thưa quý vị, trường chúng ta lúc bây giờ không có chỗ để máy tính là một. Thứ hai là máy tính ở bên Pháp gửi về thì rất là hiếm hoi. Thành ra là mà sinh viên của chúng ta thì ngay từ đầu là học máy tính. Và trường đã phải đi thuê một cái địa điểm đó là 101 Trần Hưng Đạo, đó là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ở đấy họ có một cái phòng máy tính thì trường chỉ thuê để đưa sinh viên đến thực hành trong một số thời gian trong tuần thôi, chứ không phải là trường chúng ta thuê cái địa điểm đó. Và như vậy cuối cùng câu hỏi khó nhất, tôi nghĩ là câu hỏi khó nhất trong cái 10 câu hỏi này đã có câu trả lời chính xác. Vâng ạ, đã có người được giành giải con câu này rồi. May quá. Tiếp theo sẽ là những câu mà rất dễ thôi. Có lẽ rằng là đây là những câu mà các anh chị rất là dễ trả lời. Chúng ta sẽ cùng đến với câu số 4. Lễ khai giảng đầu tiên của trường Đại học Thăng Long ở Văn Miếu Quốc Tử Giám vào năm nào? Năm nào? À, vâng. Đã có một cánh tay giơ lên câu rồi này, nhưng mà chắc là chị vừa lát được nhận nó giải cũng thể rồi. Hiện rằng là cũng không phải dễ ăn cái câu này đâu ạ. Vâng ạ, mời ạ. Mình suy nghĩ thật kỹ ạ. Vâng, vâng, mời. Vâng, mời chị. Em xin trả lời là năm 1989 ạ. 1989, chị có nhớ là tháng mấy không? Thôi, vâng. Tôi hơi khó. Dạ. Chính xác là năm 1989. Có rất nhiều người nhầm là thế này, chúng ta là trường Đại học Thăng Long là thành lập năm 1988 thì có lẽ là phải khai giảng vào 88 đúng không ạ? Thế cho nên là cũng chỉ lác đác có một số cánh tay giơ lên là vì vậy. Vâng, xin cảm ơn chị, câu hỏi hoàn toàn chính xác. Mời phần quà cho chị. Vâng ạ. Cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ 5. Hình ảnh lớp tin học này được chụp vào năm bao nhiêu? Không biết là có anh chị nào học cùng với cả khóa mà có ở trong bức ảnh này không ạ? Đã vâng, có đã cánh có một tay thông tin lên là rồi, nhưng có mà... Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thì bây vâng. giờ vâng. Ai ạ? Ở khu vực này là cũng rất quen vâng, thuộc. Mời ở phía dưới vâng. ạ. Phía dưới có ai không xin ạ? Xin phía bên vâng, dưới đây, chúng đây, ta đây có đổi. Một chị ở bên áo đây vâng. Chị đấy đây vâng. Mời chị. Dạ, năm 1995 ạ. 1995.
Quá chính xác luôn ạ. Vâng ạ, xin được chúc mừng chị. Vâng, đây lúc này là ở bên phân viện tiếng Nga mang tên Pushkin ở đường Nguyễn Công Hoan. Thì lúc này Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm và chúng tôi cũng xin nói thêm để các anh chị biết là Tổng Bí thư Đỗ Mười rất quan tâm đến trường Đại học Thăng Long và chính ông là người đã giúp cho trường Đại học Thăng Long có được cơ sở mới này, là chúng ta xin được cái mảnh đất này để mà làm trường mới. Nếu không có Tổng Bí thư Đỗ Mười ra tay thì có lẽ là chúng ta cũng không có cái địa điểm nó đẹp như thế này. Như vậy là đến nay xưa các anh các chị nhớ nhá, trường Đại học Thăng Long chúng ta có sự giúp sức của hai Tổng Bí thư, hai đời Tổng Bí thư, một Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho phép thành lập trường và Tổng Bí thư Đỗ Mười cho phép chúng ta xây dựng một cái cơ sở khang trang hiện đại tại đây. Vâng, rất vinh dự ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu số 6. Vừa rồi thì đã là có lễ khai giảng đầu tiên rồi, bây giờ sẽ là lễ trao bằng tốt nghiệp đầu tiên của trường Đại học Thăng Long diễn ra vào năm nào? Năm 1994 rồi. Ở đâu thế ạ? Hỏi ở đâu? À, năm 1994 và được tổ chức ở đâu ạ? Vâng, ở đâu ạ? Địa điểm này là ở đâu ạ? Vâng. Câu này là có rất nhiều cánh tay giơ lên. Vâng, xin mời chị ạ. 19 Lê Thánh Tông ạ. Vâng, mời chị cầm mic ạ. À, vâng, ở trường Đại học Dược ở 19 Lê Thánh Tông ạ. Tôi là khóa 1 ạ. Vâng, hoàn toàn chính xác. Đây là trường Đại học Dược, là trường đại học tiền thân của nó là trường Đại học Y Hà Nội, được thành lập năm 1902 do bác sĩ Y.S. Xanh làm hiệu trưởng. Và trường chúng ta đã, lúc bây giờ thì dù là rất khó khăn, thưa các anh các chị, là đây là trao bằng cho 3 khóa sinh viên đầu tiên năm 1994. Lẽ ra phải trao bằng từ năm 93. Thế nhưng mà đến năm 1994 mới gộp vào trao bằng được cho 3 khóa. Và các anh các chị biết là thế này, cái số lượng của các sinh viên mà được trao bằng trong lần đầu tiên chỉ có 72 người. 3 khóa mà chúng ta có 72 người. Riêng khóa thứ nhất đã là 75 người vào học. Vậy mà đến năm thứ 3, hết năm thứ 3 chỉ trao bằng được cho 72 người. Thì nó diễn ra ở trường Đại học Dược, trường Lê Thánh Tông. Vâng. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo. Câu này thì chắc là các anh chị sẽ phải chuẩn bị tâm lý để mình gọi là giơ tay thật nhanh đây. Đây là câu mà thầy Lê vừa bảo là các anh chị là từ từ hãng trả lời đúng không ạ? Từ từ hãng tiết lộ. Sinh viên Thăng Long đã được giải gì tại chung kết SV96 ạ? Vâng, câu này nhiều người muốn. Anh Hà và anh Minh có tham gia không ạ? Vâng, có lẽ tôi mời chị ngồi đầu tiên, cứ chú ý mãi ở phía dưới thì chị ngồi đầu này. Dạ. Mời chị. Trường Đại học Thăng Long thì đã đạt giải 3 tại chung kết sinh viên SV96 ạ. Vâng, hoàn toàn chính xác, giải 3 của SV96. Bây giờ nhân tiện đây xin hỏi có anh chị nào là ở cái khóa mà chúng ta đạt cái giải 3 ở sinh viên SV có không ạ? Chà, rất nhiều. Vậy cái người mà đội trưởng của cái đội SV96 của trường chúng ta lúc bây giờ tên là anh nào con? Dạ. Anh Đạt, vâng ạ, đúng ạ. Vâng ạ. Dạ. Vâng, đây. Quá tuyệt vời ạ. Quá tuyệt vời. Vâng. Em xin phép thầy ạ. Dạ. Vâng ạ, em xin chào toàn anh. Toàn đội yêu cầu em khoảnh khắc may mắn ngày hôm nay thì em xin phép thay đổi, xin phép thay mặt các anh các chị, các bạn là thành viên của đội SV96 và bao gồm cả các bạn là SV năm 2000, hai mùa SV rất thành công của trường năm đó, lên có một vài lời để tri ân với các thầy cô nhà trường anh. Và có một chút tâm sự. Em có theo dõi rất kỹ về cái buổi hội đàm vừa rồi thì cũng xin nói một chút về cái cảm xúc của anh em khi vào trường Thăng Long. Đúng là sinh viên vào trường Thăng Long thì tại thời kỳ bấy giờ thì đều hướng đến cái mục tiêu thi đại học, thì đều hướng đến những cái trường đại học khác. Vì rất nhiều các lý do, không phải là vì học kém đâu. Bởi vì cái lứa mà trước khi em vào trường Đại học Thăng Long thì nhìn các lứa như chị Ngọc, khóa T1 vừa rồi đi vào đều là những anh chị học chuyên các môn tự nhiên cực kỳ giỏi và vẫn theo vào học trường Thăng Long với những nhiều kỳ vọng về thời kỳ đấy là cô Xính mang về một cái công nghệ giáo dục rất là tiên tiến. Thì sau khi vào trường thì học một thời gian thì thực sự là bọn em cảm thấy gắn bó và thấy rất là phấn khích với những cái hướng đi đào tạo của nhà trường. Thì tới năm 1996, lứa bọn em là lứa Q7, em xin giới thiệu lại là em là Hồng Long. Thì bọn em có cơ hội được tham gia vào SV96. Thực sự thì 4 năm học dưới mái trường của Đại học Thăng Long đã cho bọn em một cái tuổi sinh viên cực kỳ là rực rỡ.
tham gia vào hoạt động của SV96 năm đấy thì trường Thăng Long tham dự với một cái vị thế nó rất là nhỏ nhoi, rất là khiêm tốn, nhưng mà bằng sự sáng tạo, thông minh, thanh lịch và đầy tri thức, có một cái sự hỗ trợ tuyệt vời của các thầy cô, từ cô Xính, thầy Huỳnh Mùi và đặc biệt là thầy Phú, thì qua từng vòng trường đã vào được tới vòng chung kết. Từ những vòng ngoài đánh bại được tất cả những cái trường lớn như là Đại học Thương mại, Đại học Văn hóa, Nhạc viện Hà Nội, Đại học Bách khoa, và đến tham dự trận chung kết với các bạn của Đại học Thủy lợi, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và liên quân các trường đại học tại Đà Nẵng, thì chúng ta đã có được một cái mùa SV cực kỳ là thuận lợi. Thì phải nói rằng là nếu không học ở Thăng Long, bọn em không bao giờ bọn em có được những cái cảm xúc, những cái thăng hoa của cái thời sinh viên là như thế. Và nó cũng chính là một cái nền tảng vô cùng quan trọng để bọn em tự tin bước ra ở ngoài đời. Chúng ta cũng đã biết rằng là Việt Nam qua cả một cái thời kỳ cái nền giáo dục phải nói thực là nó cũng không thực sự là phát triển. Những cái tiêu chí đánh giá từ bậc cơ sở đến bậc đại học, rồi đến thương hiệu của trường đại học của một sinh viên tốt nghiệp ra, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái giai đoạn đầu của sinh viên khi mà bắt đầu nộp đơn xin việc đi làm. Nhưng mà phải nói thực rằng là đến khi mà thực sự mà ra đi làm, chúng em mới nhận thấy rằng là năng lực thực sự của một cán bộ trẻ, của một sinh viên tốt nghiệp ra trường mới là quyết định chính được cái hướng đi và cái khả năng phát triển của các bạn về sau này. Thì chính tại ngôi trường Thăng Long thân yêu này thì bọn em mới có được cái điều đấy. Thì rất may mắn là cái lứa bọn em được trải qua từ phân viện Pushkin, từ ngõ Lệnh Cư, và sau đấy được chuyển tới khu Kim Giang. Chính tại vòng 3 của SV96, khi trong cái quá trình mà bọn em luyện tập là được thầy Phú đưa xuống khu Kim Giang để luyện tập tại chỗ đó. Thì phải nói thực là đến ngày hôm nay cùng với các bạn được quay trở về mà nhìn thấy trường có cái cơ sở vật chất hiện đại, quy mô và rất phát triển như này thì bọn em thực sự cảm thấy là hạnh phúc. Như thầy có nói rằng là năm nay trường có một cái biến cố rất lớn, bởi thầy Phú không may mất hồi đầu năm. Và khi nhìn được thấy tâm thư của cô mời cựu học sinh về trường thì bọn em cũng rốt ráo là về ngay. Thì hôm nay thì không may là không gặp được cô. Thì bằng cái lời phát biểu này, chúng con xin gửi lời tri ân, cảm ơn tới giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Xính và xin chúc cô luôn mạnh khỏe. Xin hết tại đây ạ. Vâng, cảm ơn anh Long về những chia sẻ rất là xúc động trong một cái giây phút như thế này. Và bây giờ ta tiếp tục câu hỏi. Dạ vâng. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với cả câu hỏi số 8. Trường Đại học Thăng Long bắt đầu khởi công xây dựng trường mới vào năm bao nhiêu? Cơ sở rất là đẹp và khang trang như thế này. Nào. Không biết là có cánh tay nào giơ lên đâu ạ? Đã, vâng ạ, đã có cánh tay giơ lên rồi. Ngoài kia, đó, sát ngoài cửa. Vâng ạ. Vâng ạ. Mời chị. Em xin phép trả lời câu hỏi. Trường Đại học Thăng Long chuyển về cơ sở mới vào năm 2008 ạ. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Vâng, cơ hội cho những người khác ạ. Vâng ạ, đã có một cánh tay khác giơ lên rồi ạ. Vâng, đây ạ, mời chị ạ. Chị vừa giơ tay phải không ạ? À, vẫn đang nhầm. Vâng ạ, đây ạ, xin mời chị áo xanh ạ. Dạ, vâng, để chị lần sau chị trả lời ạ. Dạ, em xin trả lời là cơ sở được chuyển về cơ sở hiện. Không phải chuyển về. À, bắt đầu khởi công xây dựng ạ. À, vâng. Em lại xem câu hỏi trên kia là chuyển về cơ sở mới vào năm nào. À, chưa, câu này là câu... Câu này câu sau ạ? Dạ. Thế em có thể trả lời câu này trước được không ạ? Bắt đầu khởi công xây dựng trường mới. À, xin các bạn chuyển lại câu hỏi ạ. Đây là chuyển về cơ sở mới. Vâng, thế thì có lẽ ta trả lời luôn cái câu này nhá. Trả lời về câu hỏi là chuyển về cơ sở mới. Vâng, chị. Nếu mà chuyển về cơ sở mới thì em nhớ không nhầm là... À, thế thì bạn vừa rồi trả lời 2008 là đúng rồi ạ. Nhưng mà em nghĩ là 2007, bởi vì là em nhớ là bắt đầu học sang chuẩn bị năm thứ 2 của bọn em là khóa K19 thì là bắt đầu bọn em được học sang trường mới này. Nhưng lúc đấy là bọn em vẫn đang học hai cơ sở, cả cơ sở mới và cơ sở cũ. Thì là 2007 ạ.
Chưa chính xác. Chưa chính xác ạ? Dạ. Mày, câu 8 nhưng mà là đáp án khác. Dạ. Vâng. Vâng, sang, vâng ạ, đã có cánh tay khác giơ lên rồi ạ. Vâng, mày. Hy vọng rằng là chị sẽ trả lời đúng câu hỏi này. À, em xin phép hỏi lại là bây giờ câu hỏi của mình thống nhất là câu hỏi nào đấy ạ? Vâng. Khởi công xây dựng hay là chuyển về đây ạ? Chị cứ trả lời cái câu trước đã, xong câu này sẽ là tiếp theo. Vâng. Vâng, em xin trả lời là năm 2009 ạ. À, cũng rất tiếc. Lại chưa đúng ạ. Lại chưa đúng ạ. Tại vì các anh các chị vào đây thời gian nó ngắn quá, các anh các chị chưa kịp đi một vòng. Có một cái triển lãm về tất cả các dấu mốc của trường Đại học Thăng Long, cho nên là nếu anh chị nào đi một vòng nhất định là sẽ trả lời câu này cực kỳ dễ dàng. Có vẫn cứ tiếp tục câu kiến nhất từ từ. Vâng. Để trả lời chúng ta câu sẽ này cùng tiếp tục vẫn chưa chính xác ở câu hỏi này. Không biết là còn cánh tay nào giơ lên không ạ? Gần đúng rồi. Không lẽ. Vâng, anh gì kìa. Đó, anh xin mời anh vừa giơ tay kìa. Em thưa thầy là năm 2006 ạ. Sớm quá anh ạ. Sớm quá. Xong đó sáng nay sẽ có. Sớm quá. Trời ơi, câu này ở bên dưới nhiều cánh tay quá. Vâng, mời các bạn. Dạ, em xin trả lời câu hỏi là trường Đại học Thăng Long chuyển về cơ sở mới vào năm 2008 ạ. Dạ, hoàn toàn chính xác. Đây mới là câu trả lời chính xác ạ. Vâng, thế bây giờ ta lại quay lại cái câu là khởi công năm nào. Có ai nhớ không ạ? À, thế là chị đầu tiên là trả lời là khởi công năm nào thì là chưa chính xác, 2008 thì chưa chính xác. Vâng. Khởi công phải là 2006. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả là chuyển về cơ sở. Không, bây giờ là khởi công. Bây giờ, à, bây giờ là khởi công ạ. Vâng. Em hơi nhầm lẫn, em xin lỗi mọi người. Dạ. Khởi công năm nào ạ? Nhiều đáp án quá. Không, nhưng mọi người cứ giơ tay đi ạ. Em trả lời cho em đâu có được quà đâu. Hay là chị nhường quà cho em ạ? Sao ạ? Tức là MC lúc này tiết lộ rồi ạ? Thế mọi người có đồng ý cho em một món quà không? Nhưng mà tiết lộ là năm bao nhiêu? À không ạ. Nếu mà MC tiết lộ là năm 2006 thì hoàn toàn không chính xác ạ. Cơ hội của những người khác ạ. Dạ, cơ hội của các anh các chị khác ạ. Nào, bây giờ nào. Vâng, mời chị đây ạ. Đây, mời chị đây. Đây chị, mời chị, vâng. Dạ. Tại vì bây giờ có mỗi một chị. Em xin trả lời đáp án là năm 2003 ạ. Thế cũng lại không chính xác ạ. Vâng, mời chị. Chị trả lời là 2005, các anh các chị có đồng ý không ạ? Hoàn toàn chính xác. Cuối năm 2005, trường Đại học Thăng Long bắt đầu xây dựng cơ sở mới và sau hơn 3 năm, vào đúng dịp là kỷ niệm ngày thành lập trường là 15 tháng 12 năm 2008 thì trường chuyển về địa điểm mới. Các anh các chị biết là xây một cái trường như thế này mà trong vòng có hơn 3 năm phải nói là một kỳ công, phải không ạ? Thì tất cả những cái thông tin như chúng tôi vừa mới nói với các anh các chị thì chúng tôi lát nữa chúng tôi sẽ mời các anh các chị là cuối cùng của cái buổi hôm nay chúng ta sẽ xem một cái phim tài liệu về lịch sử của trường và chúng ta sẽ được biết tất cả những thông tin này. Nhưng bây giờ chúng ta phải tiếp tục cuộc thi. Bây giờ câu hỏi số 9 đi ạ. Mời. Câu hỏi số 9, năm đầu tiên trường Đại học Thăng Long tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường ở ngôi trường hiện tại là năm bao nhiêu? Và năm bao nhiêu có hội trường ở tại đây ạ? Tại đây nhá, tại đây. Vâng ạ. Một cánh tay rất là nhanh. Vâng, em xin mời anh ạ. Mời anh. Thầy, năm 2008 ạ, là kỷ niệm 20 năm thành lập trường tại ngôi trường này. Chưa chính xác ạ. Dạ. Lần này có đáp án rồi là em chắc chắn. Vâng ạ. Xin mời chị áo trắng ạ. Đây ạ, chị áo trắng giơ tay. Mời chị luôn. À đâu ạ? Vâng. Đây ạ, chị áo trắng đây ạ. Áo xanh đấy, tôi ở dưới này tôi nhìn là áo xanh. Năm đầu tiên trường Đại học Thăng Long tổ chức kỷ niệm thành lập trường ở ngôi trường hiện tại là năm 2010 ạ. Chính xác ạ. Vâng ạ, xin được chúc mừng chị. 2010. Rất là nhanh. Câu hỏi số 10. Câu này thì quá dễ rồi. Câu một này cơ hội cuối cùng. Câu này thì dễ lắm. Cho các anh các chị chúng ta nhận quà. Câu này phải nhìn thật tinh xem ai là người nhanh nhất. Vâng ạ. Đến từng giây một luôn ạ. Vâng, câu hỏi số 10.
khóa sinh viên mới nhất của trường Đại học Thăng Long hiện tại là khóa bao nhiêu? Nhiều cánh tay giơ lên đây, quá. Chị này. Đây, chị này chị giơ ngay đầu tiên. Vâng. K35 ạ. Trời ơi, câu hỏi dễ thế này mà chị vẫn trả lời sai. Trời ơi. Đây ạ, em xin dạ, thầy vâng. Dạ, em thưa thầy, khóa sinh viên đầu nhất hiện tại là K36 ạ. Hoàn toàn chính xác, hôm nay là K36. Vâng, đấy, như vậy là có kinh nghiệm là người nhắc chưa chắc người ta đã có dụng ý tốt đâu ạ. Vâng ạ, thế cho nên là mình nghe cái người nhắc bên cạnh là... Vâng, như vậy là chúng ta 10 cái câu hỏi... rất là có cái tính chất là chúng ta ôn lại một chút về cái lịch sử của trường. Đây tất nhiên là những dấu mốc nó cũng chưa phải là hết. Thế thì chúng tôi mong các anh chị là sau cái buổi này, các anh chị còn có thời gian chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh trường và đặc biệt là đi qua cái khu triển lãm của trường thì chúng ta còn sẽ có một cái trò chơi còn hấp dẫn hơn nữa về cái lịch sử của trường. Cho nên là chúng tôi sẽ mời các anh chị. Vâng, bây giờ để tiếp tục chương trình, mời Kim Yến. Vâng, thưa tất cả các quý vị và các anh chị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa trải qua rất là nhiều những kỷ niệm, có rất là nhiều những cảm xúc vui buồn lẫn lộn và cũng có một cái trò chơi nho nhỏ để chúng ta cùng gọi là ôn lại, là xem là những cái dấu mốc vô cùng quan trọng của trường Đại học Thăng Long thì các cựu sinh viên, các cựu học viên và các anh các chị chúng ta có còn nhớ hay không? Và ở khu vực bên ngoài trường thì các anh chị cũng đã thấy rằng là có rất nhiều những hoạt cảnh mà được dựng lên để chúng ta gọi là nhớ về những cái kỷ niệm cũ, nhớ về khu vực ngõ lệnh cư, đúng không ạ? Rồi rất nhiều những cái khu vực khác mà các anh chị chúng ta đã từng học và cũng như là từng sinh hoạt ở tại trường Đại học Thăng Long. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài những cái chia sẻ về cái việc là có một cái chương trình, một trò chơi mà trường Đại học Thăng Long mở ra, đó chính là Thăng Long Uni Tour, khám phá khuôn viên trường Đại học Thăng Long, khám phá những cái kỷ niệm cũ của trường Đại học Thăng Long. Và ngay sau đây xin mời thầy Lê hãy giới thiệu về tour này ạ. Vâng, thưa quý vị là chúng ta vừa mới qua 10 câu hỏi thì đây chỉ là những cái phần quà nó nho nhỏ một chút, gọi là cho nó vui ở tại hội trường. Thế còn cái cuộc thi mà chúng tôi muốn nói là dành cho tất cả các chị mà lại rất là tự do, thoải mái, là cuộc thi mang tên là Thăng Long Uni Tour, khám phá trường Đại học Thăng Long. Bây giờ nhiệm vụ của anh các chị là như sau: ngay sau buổi meeting này, các cựu sinh viên có thể tham gia trò chơi Thăng Long Uni Tour khám phá trường Thăng Long theo cách như sau. Toàn bộ trường Đại học Thăng Long sẽ trở thành một triển lãm bao gồm cả những photo booth đầu của trường cũ lẫn những trường học, phòng học chức năng mới của trường. Các bạn cựu sinh viên, cựu học viên có thể thoải mái đi tham quan toàn trường. Mỗi địa điểm cố định sẽ có sinh viên giới thiệu. Thể lệ trò chơi như sau: các cựu sinh viên hãy đi tới những địa điểm trên bản đồ đặt ở các cái địa điểm. Đến với mỗi địa điểm thì đều có mã QR code. Các cựu sinh viên và học viên sẽ chụp lại ảnh tại đó. Khi tổng hợp đủ 10 địa điểm thì các cựu sinh viên, học viên hãy đăng tải check-in lên Facebook rồi đến khu vực bàn ban tổ chức cạnh cái backdrop chụp ảnh ở ngoài trời để nhận quà. 5 phần quà đặc biệt có bình nước Lock and Lock sẽ được tặng cho 5 người chơi duy nhất có sưu tầm đủ 20 ảnh ở 20 địa điểm mà chúng ta sẽ check in. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ chuẩn bị 45 phần quà còn lại cho những người chơi sưu tầm đủ 10 ảnh chụp ở 10 địa điểm diễn ra các cái hoạt động này và các cái dấu mốc này, cho đến khi phát hết 50 phần quà. Có nghĩa là sẽ có 5 giải đặc biệt là 5 cái bình nước là Lock and Lock, còn lại 45 phần quà khác. Thời gian của trò chơi sẽ không có giới hạn mà sẽ kết thúc vào lúc mà chúng ta phát hết 50 phần quà đó. Cho nên rất nhiều thời gian để các anh các chị tham gia. Trò chơi sẽ được diễn ra là bắt đầu từ sau khi kết thúc chương trình này, 11 giờ, 12 giờ trưa. Địa điểm sẽ có mã QR code, các cựu sinh viên và học viên sẽ có thể quét mã để nghe giới thiệu về địa điểm đó. Nếu như chúng ta còn thấy có cái gì là phân vân chưa thật chính xác thì chúng ta quét mã QR để nghe cái giới thiệu bố trí ngay tại đó. Đấy là phần nội dung của cái chương trình mà chúng ta gọi là Thăng Long Uni Tour sẽ dành cho các chị học viên. Vâng, bây giờ sẽ...
Và ngay sau cái buổi meeting này thì đại diện của trường, đại diện ban tổ chức cũng sẽ có người để dẫn các anh chị và giới thiệu cũng như là hướng dẫn các anh chị tham gia cái phần Thăng Long Uni Tour này. Và cũng đã đợi sẵn để mà ngay sau buổi meeting này có thể là giới thiệu cho các anh chị luôn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một tiết mục để có thể khép lại chương trình ngày hôm nay. Và thay mặt cho ban tổ chức thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả những sự hiện diện, sự có mặt của các quý thầy cô, các cựu sinh viên, các cựu học viên đến với cả chương trình Ký ức Thăng Long ngày hôm nay. Thực sự là sự có mặt của tất cả các anh chị đó chính là một cái món quà ý nghĩa nhất mà nhà trường nhận được trong ngày hôm nay. Và thay mặt cho ban tổ chức chương trình thì cũng xin được cảm ơn sự có mặt tất cả các anh chị chúng ta đã bỏ thời gian, bỏ công sức của mình để có thể đến với trường ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn các chị một lần nữa và mong rằng là những dịp kỷ niệm hội trường sau chúng ta lại có thể gặp nhau một cách đông đủ và chia sẻ với nhau nhiều cảm xúc quý giá về ngôi trường thân yêu của chúng ta. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả các chị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cả tiết mục khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả các anh chị, quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Xin chào các thầy cô, em chào các anh chị, các cô chú, cựu sinh viên. Đến tiết mục cuối cùng của chương trình khép buổi lễ ngày hôm nay, và con xin gửi tới hội trường mình bài hát Nỗ Tay Lớn. Con rất mong sẽ được sự ủng hộ và hát cùng với các con, được không ạ? Cảm ơn các
ơn phần biểu diễn của em. Chúng tôi có một xin một thông báo thế này là ngay sau đây thì tại hội trường sẽ chiếu các cái phim về lịch sử và mở cửa tự do để cho các bạn cựu sinh viên nào muốn xem thì chúng ta cứ ra vào và sẽ chiếu liên tục từ giờ cho đến chiều tối ngày hôm nay những phim về lịch sử của trường Đại học Thăng Long. Và ngay sau đây thì hiện nay là đang diễn ra chợ quê, hoạt động chợ quê và một số cái chương trình âm nhạc ở ngoài trời của trường Đại học Thăng Long. Thì chúng tôi rất mong các anh, các chị cựu sinh viên là tham gia vào các hoạt động này, trò chơi ở bên ngoài trời, rồi tham gia vào hoạt động chợ quê. Trường cũng có nhã ý là dành tặng các anh các chị mỗi người một cái voucher để các anh các chị sử dụng ăn một số cái món ăn gọi là dân dã bán ở các cái chợ quê để ủng hộ cho các cái thầy cô, các cái gian hàng của các thầy cô và các khoa, các bộ môn. Chiều tối ngày hôm nay thì sẽ có một chương trình ca nhạc rất là đặc biệt dành cho các sinh viên của trường Đại học Thăng Long. Thì cũng mong các anh các chị bớt chút thời gian nếu như chúng ta có điều kiện chúng ta ở lại, vì hôm nay sẽ là một dàn top 3 idol của Việt Nam cộng với lại một số cái nhân vật rất là đang hot trong lạc nhạc trẻ Việt Nam hiện nay biểu diễn tại sân khấu mà chúng ta nhìn thấy rất là hoành tráng. Xin một lần nữa cảm ơn và xin kính chào, hẹn các anh các chị một dịp chúng ta sẽ được gặp lại. Xin cảm ơn.